sáng sáng. Đây em que, đây em que, đây em que luôn. Đây nữa hiền que. Ôi cha, chiếc này đi thì bảo đảm hơn chiếc kia, nó bay quá chịu không nổi. Ok. Rồi. Nhìn cabin đây. Đây là đi cái chiếc này nó không có đủ đồ. Nó không có đủ đồ, nó bay như là nó bay giống như cốc nhảy á. Giờ đổi qua chiếc lớn hơn đi cho nó đầm. Tội nghiệp chưa? Group bất động sản dự án Việt Nam là coi như là phải là ta kêu là lặn nó lặn lội núi đèo rồi nè. Lên trên biển cả nè, đúng không? Lặn lội núi đèo lên trên biển cả mà chưa thấy tiền nè. Đấy. Chiếc cano này nhỏ lắm, không đủ cho cái đoàn group bất động sản dự án Việt Nam đi khảo sát đảo mà phải đổi lại. Rồi. Cảm ơn nha. Gặp lại. Đi chiếc này thoải mái anh công nhận không? Ủa ông Quốc Anh với mấy ngồi trước cho nó làm cái đầu đi. Chiếc này ngồi mới đúng là cao tốc nè. Đấy. Cabin cũng cao tốc. Mà phụ ngồi đây ngồi cabin ngồi êm đềm luôn như là ngồi trên xe chất lượng cao luôn. À, chiếc này đi rồi. Đấy, chào tạm biệt rồi, chiếc đó chạy sốc lắm, chiếc này êm hơn nè. Êm hơn và tốc độ cao hơn. Và ngồi nó cũng rộng rãi hơn. Đó. Mới chứa được là đoàn của group bất động sản và dự án Việt Nam đi khảo sát. Đảo dự án là 65 hectare. Rừng đi rừng thì leo núi. Còn dự án biển đó đi bay như thế sao được. Đấy, bay như chiếc cờ bên hông kìa, bay như thế không chịu nổi đâu. Chiếc này thì ngồi ghế da. Đây. Chiếc đang ngồi ghế da bọc da êm ái. Chiếc này có vẻ level cao hơn ha. Sướng không? Lên ngồi chiếc này thoải mái hơn đúng không? Đây. Trước chiều hôm nọ nó sốc quá.